Sáng ngày 18 tháng 11, đoàn lãnh đạo huyện do đồng chí Lê Văn Tuấn, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy đã đến chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 18 tháng 11 năm 1930 18 tháng 11 năm 2002. Phát biểu chúc mừng nhân ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí bí thư huyện ủy gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận từ huyện đến cơ sở ghi nhận đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của mặt trận tổ quốc huyện nhà trong phong trào phát triển kinh tế, văn hóa, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh trên địa bàn thời gian qua. Nhất là việc thực hiện tốt nghị quyết 12 của ban chấp hành đảng bộ huyện về vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn. Bí thư huyện ủy Lê Văn Tuấn mong muốn mặt trận tổ quốc từ huyện đến cơ sở tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết tinh thần dân tộc và nỗ lực vượt khó triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước các cuộc vận động tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân trong huyện đoàn kết gắn bó tin tưởng nỗ lực vươn lên tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện tiếp tục tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân về thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng các công trình dự án về phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Vận động toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh. Đồng thời tuyên truyền vận động cán bộ hội viên tham gia xây dựng huyện Triệu Sơn đến năm 2025 đạt tiêu chí đô thị loại 4 đại diện mặt trận tổ quốc huyện ông lê xuân dương ủy viên ban chấp hành huyện ủy phó chủ tịch mặt trận tổ quốc huyện trân trọng cảm ơn sự quan tâm ghi nhận của thường trực huyện ủy hứa sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc và các thành viên đoàn kết chung sức chung lòng cùng cấp ủy chính quyền và nhân dân trong huyện xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo đúng lộ trình góp phần nâng cao đời sống mọi mặt cho người dân trên địa bàn